Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ nét ngắn. Chúng ta sẽ chọn một cái màu xanh dương. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ vẽ ở đầu bút. Vẽ ở đầu bút và nó sẽ hơi đè nhẹ ra thì chúng ta sẽ có một cái nét ngắn. Đấy, chúng ta sẽ có một cái nét ngắn. Đè bút xuống, không nhấc bút lên, lại được một cái nét ngắn. Bên cạnh nét ngắn thì chúng ta lại có một cái nét dài. Thì nét dài thì chúng ta gần như hoàn toàn dùng cái đầu bút trên này. Thì rất nhỏ. Chúng ta sẽ đặt nhẹ đầu bút xuống và kéo dài lên. Đấy. Chúng ta sẽ có cái nét dài. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ nét rộng. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ nét rộng. Thì chúng ta sẽ đè toàn bộ cái thân bút ra. Chúng ta đè toàn bộ cái thân bút này ra. Chúng ta sẽ có cái nét bút rộng. Tiếp theo là sẽ làm nhạt các nét, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm nhạt các nét. Chúng ta sẽ đi một đường thẳng như này. Chúng ta sẽ rửa cái bút đi này. Chúng ta sẽ gạt bớt nước đi. Sau đó thì mình sẽ đi vào cái đường viền của cái nét vừa rồi. Mình kéo dài ra. Nó sẽ làm nhạt cái nét vừa rồi đi. Mình sẽ làm nhạt cái đường biên này đi để cho nó khác hơn so với cái đường biên phía trên. Mình sẽ làm nhạt tiếp cái nét này. Làm sao cái cách đi bút mình đi thật nhẹ nhàng để tránh bị cầy giấy phía dưới lên. Còn bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đi bút và dùng màu, nó sẽ phức tạp hơn. Thì tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cách đi bút đậm nhạt. Mình đi nhẹ bút ở phần đầu rồi mình sẽ đè bút ra ở phần đuôi. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái nét nó rất là đa dạng ngay trong cùng một nét. Đấy. Hoặc chúng ta có thể vẽ sóng nhưng mà nó cũng có đậm nhạt luôn. Mình nhấc bút lên rồi mình lại đè bút xuống. Nhấc bút lên thì nó sẽ nhỏ hơn, nét sẽ nhỏ hơn. Đè bút xuống thì nét nó sẽ to hơn. Tiếp theo là chúng ta có thể dùng hai màu ở trong cùng một bút. Thì mình sẽ làm dẹt cái bút này ra và mình sẽ chấm cùng hai màu một lúc. Tôi sẽ lấy một cái màu nóng và một cái màu lạnh. Chúng ta thấy là ở đây một bên là màu nóng, một bên là màu lạnh. Và chúng ta sẽ vẽ thử. Đấy, thì trong một bút thì chúng ta đã có cả nóng cả lạnh đan xen. Thậm chí nếu bút to thì chúng ta có thể dùng mấy màu một lúc, 2, 3, 4 màu một lúc.
Tiếp đến nữa là cái phương pháp mà chúng ta đặt nằm cây cọ ra. Đặt nằm cây cọ ra và chúng ta sẽ di theo cái hướng về bên phải để chúng ta tạo nên cỏ. Đấy, chúng ta di. Chúng ta làm tòe cái cọ này ra. Thì cái phương pháp này nó áp dụng để chúng ta vẽ cỏ. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ vẽ một cái màu khô và kết hợp với cái tốc độ đi bút thì nó sẽ tạo ra những cái đường gân của giấy. Thì cái kỹ thuật này người ta sẽ tả vào những đối tượng chính và để tạo cái độ sần sùi. Đấy, các bạn thấy thì ở đây nó sẽ có những cái ganh rất là mạnh. Thì nếu mà chúng ta vẽ nhanh thì nó sẽ ra được những cái ganh này. Còn nếu vẽ chậm thì nó sẽ không ra được. Nếu các bạn muốn ganh hơn thì các bạn có thể dùng màu khô hơn. Đấy. Các bạn dùng màu khô hơn thì nó sẽ ganh hơn. Đây là những kỹ thuật gần như là rất là cơ bản, nhưng mà tùy từng tình huống các bạn có thể ứng dụng vào những trường hợp khác nhau, chứ không nhất thiết là sử dụng để vẽ cỏ nhưng lại không thể sử dụng vào những cái phương pháp khác. Việc học hỏi và rèn luyện các kỹ thuật cọ sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tinh tế hơn về mảng màu cũng như đường nét trong hội họa. Đường nét sẽ cho chúng ta tư duy tốt hơn về hình, còn mảng màu sẽ làm cho chúng ta nhanh nhạy hơn trong việc cảm nhận về không gian. Và với một người họa sĩ thì cọ vẽ là thứ gắn liền với cuộc đời của họ. Hy vọng các bạn sẽ luyện tập thành thục các kỹ thuật dùng cọ vừa rồi để thấy từng nét cọ là từng cảm xúc khác nhau.